Hello, xin chào và toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh đồ câu chính hãng Fishing 4.0 và trong clip ngày hôm nay Fishing 4.0 sẽ gửi tới các bác một chiếc cần 6h phân bộ lực 19 tải cá từ 7 đến 10 kg lại giá cá lại cực kỳ phải chăng thì các bác cùng em đi xem hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác chiếc cần gì trên tay em đang là một chiếc cần có ngoại hình màu xanh này và trên cần nó có một con phượng hoàng thì đó cũng chính là chiếc tê, tên của chiếc cần đó là chiếc cần Tiểu Phượng Hoàng thì bây giờ em cùng các bác đi uh, chi tiết về chiếc cần đầu tiên là bề ngoài của chiếc cần là được đựng trong một cái túi lụa màu xanh này đấy, như mọi con cần bên em luôn luôn là một chiếc túi lụa đẹp và bên trong bên trong của em nó là sẽ là một cái ngọn zin theo cần đấy thì khi mua cái cần này anh em luôn được tặng một cái ngọn zin để khi anh em thay thế hay bị gãy nha còn bên trong nó sẽ được đựng ở trong một chiếc túi ly lông này, này Cái túi này thì nó chống ấm Cũng như là chống chảy chống xước cho anh em Đây còn đây là ngoại hình của chiếc cần Một chiếc cần có họa tiết vân loang Phía dưới màu xanh và phần đầu màu xanh Đấy. Và ở đây là điểm nhấn rất đặc biệt là một hai chú Phượng Hoàng Lửa Đây cái đầu này cũng có một con tiếu vượng hoàng, đấy. thì bây giờ em sẽ đi chi tiết cho anh em một góc quay chi tiết hơn để cho anh em tưởng tượng về chiếc cần nó cụ thể nhất để anh anh em yên tâm đặt hàng. vâng và đây chính là ngoại hình của chiếc cần em quay ở góc này để cho anh em xem cái họa tiết vân loang của chiếc cần, đấy. toàn bộ thân cần được uh sử dụng họa tiết vân loang 3D rất là đẹp nhìn bồng bềnh như là vân mây nha anh em nhé và đây là hình của chú Tiểu Phượng Hoàng và cũng là cái tên của chiếc cần Tiểu Phượng Hoàng đề phiên bản 6H phân bố lực 19 anh em nhé còn đây là đối trọng của chiếc cần này một đối trọng cao cấp và có hình hình họa tiết của Phunix này chính là Tên tiếng Anh của Phượng Hoàng Đấy, Còn đây là đối trọng Đối trọng kim loại Và có chỗ để anh em buộc dây bảo hiểm Tiếp theo là phía bên trong Đây anh em có thể nhìn thấy Tất cả các lóng bên trong Của chiếc cần đều được khắc rãnh ABS Để chống trơn, chống kẹt cho lóng Cho khi anh em ra vào cần Đấy. Rất là chi tiết luôn và anh em có thể nhìn thấy cái phôi carbon rất là đen Đây là carbon 30T nhá Rất là đẹp Và đây là độ dày của các lóng này Anh em có thể nhìn thấy này Đấy, độ dày của các lóng Rất là đẹp Dày dặn và đều Giúp cho anh em tái ca lớn Tiếp theo em sẽ gửi cho anh em tới phần ngọn này Phần ngọn của chiếc cần thì Đây là lút bịp Tất nhiên là lúc bịp của nó cũng sẽ là một lúc bịp màu xanh và có in logo Phượng Hoàng. Đấy. Và con này anh em thầy nhìn thấy nó được đóng gốc cũng được thiết kế một cái à, một cái à, vòng chống lỗ này tương đương với ngón tay cái của em này rất là dày. Đấy, lên phân rưỡi hai phân. Còn đây thiết kế các đóng trong này anh em thầy nhìn thấy các đầu cần này. Đầu cần được sơn chống xé chống toạc cho anh em. Đấy, và đây là sơn trồng cả lớp xanh bên ngoài nữa này, ở phần đầu nóng này. Đấy, và ngọn của nó là ngọn 1.6 mm. Và dù là dù là bảy màu, 32 sợi. Đấy, dành cho những chiếc cần săn hàng và tải cá lớn. Thì cần này thì tải tính là từ 2 cân đến 3 cân và tải cá từ 7 đến 10 kg. Và em cũng xin công khai giá của em nó luôn là 3m6 là 200 ngàn. 4m rưỡi là 230, 5m4 là 260, 6m3 là 290 và 7m2 là 320 ngàn. Đấy và phí ship toàn quốc là 30 ngàn. Anh em mua hai cần thì em free ship, bây giờ em sẽ tháo các lóng ra cho các bác xem chi tiết luôn các lóng này. Trên tay luôn. Để anh em cảm nhận được cái độ carbon Tí nữa em sẽ ra cần và test quăng quật cho anh em Để cho anh em cảm nhận được Cái uh, tiếng carbon Cũng như là Cái độ phân bố lực Của chiếc cần Đây anh em có thể nhìn thấy Đây. Carbon rất là đen và bóng Anh em có thể nhìn thấy Bất kỳ góc quay nào Nó cũng thể hiện một cái màu đen Và các vân carbon rất là đều anh em thể nhìn thấy và bây giờ em sẽ ra cần và tiết quăng quật cho anh em nhé vâng và bây giờ em sẽ ra cần và tiết cái bài tiết quăng quật cho anh em cảm nhận cái độ lấy cũng như là độ phân bổ lực của chiếc cần thì như các clip khác em đã nói rồi khi các bác ra cần thì các bác cứ xoáy nhẹ cho em một cái nha để cố định các lóng lại với nhau cái việc cố định này thôi nhìn thì nó có vẻ đơn giản nhưng nhiều lúc cũng rất quan trọng để giúp cho anh em tái những con cá tốt hơn Nhiều bác các quy chưa ra cần mới vào trục thôi đã gãy ngọn rồi Đây là do cái động tác của các bác không chuẩn Đấy còn bây giờ các bác có thể nhìn khi em ra một con cần 6H Cần nó sẽ thắng Anh em thì nhìn theo Và đây em vẩy nhẹ nhẹ này thôi này Là nó sẽ chỉ lắc ở phần đầu ngọn Đó là chiếc cần phân bố lực 19 nó như vậy Đấy, còn bây giờ em sẽ test con quật để cho anh em cảm nhận cái âm thanh của chiếc cần nhé. Đây, các bác có thể đây là một chiếc cần 45 và trọng lượng của em nó chỉ rơi vào tầm 140 g. Đấy. Bây giờ em sẽ con quật này. Đấy, vừa rồi em vừa mới test rồi. Thì hiện tại bên em đang xả chiếc cần này với 3,6 m của nó là chỉ 200 000 4,5 m là 260 5m4 là 290 à, 5, 5m4 là 260 và 6m3 là 290 7m2 là 320 Đấy, các bác quan tâm và yêu thích thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc ghé thăm website đồ câu chính hãng vn để xem thêm các sản phẩm khác xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong clip tiếp theo xin chào